Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Đó, bữa nay chú Mười thấy lạ không cô chú anh chị? Nhà cô chú Mười nè. Đó, bữa nay chú Mười cất nhà tới 1T luôn đó. Là chứ bữa nay mấy đứa cháu mình đi Mỹ Bến Tre. Bến Tre nhưng mà ngay chỗ nào để mình coi cái định vị vị trí ngay chỗ đó là mình nói lại cô chú anh chị xem. Nhưng mà bữa nay chú Mười không có đi. Chú Mười bữa nay mất dựng nhà. Có mình như dạ. Ở Phú Hưng. Ở Phú Hưng hả? Phú Hưng Bến Tre. Chú Bảy đang xúc miệng thay đồ bánh của chú anh chị. Chút xíu mình qua mình quậy chú Bảy sao? Nhà cửa mà cứ ngủ mùng 3 Tết ở giường nước cao vậy nào mà nổi bỉnh 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 luôn. Rồi để chút xíu mà mình qua chú Bảy quay lại của chú anh chị. Đây. Mấy bộ rượu của chú cháu đây. Đó. Cô chú anh chị thấy đẹp không? Nhưng mà mấy bộ rượu này mình bán hết rồi. Thì cô chú anh chị nào có cần rượu trắng á liên hệ với mình. Cái số điện thoại mình ở dưới phần mô tả. Bảy ơi, mất tiêu rồi. Trốn thuốc ngoài kia rồi. À, đi thuốc ngoài kia rồi. Hello. Chết ngựa bị quay phim luôn rồi. Chạm em luôn. Rồi. Để mấy chú cháu mình xuất phát lên xuất phát đi. Rồi lên tới trảnh đi là mình quay lại quá trình mình bắt rắn nha cô chú anh chị. Thì cái tên đó là điện mình lúc lúc 5 giờ mấy hôm qua. Nhưng mà mình hôm qua mình đi không được, bữa nay mới đi. Thì chủ nhà nói là con rắn hậu sáp hay hậu đất gì á. Trước 5 giờ đó nó vô nó cắn chết hai con chó. Chết hai con chó tại chỗ luôn. Thì bây giờ mình lên trảnh này mình quay lại cho cô chú anh chị xem nha. Rồi giọt chú ơi. Ở đây mình là kêu cái gì? Ấp xóm Chiến hả? Ấp Phú Chiến xã Phú Hưng nha cô chú anh chị. Thì đây của thành phố Bến Tre luôn. Nghe chỗ anh trai nè, thì hôm qua cũng có điện. Nãy trong clip mình có nói. Thì vô đây thì mấy đứa cháu mình nói chung đi những cuộc hành trình đi mà xa chia sẻ của chú anh chị xem á có hay không thì mình cũng up lên nói trước để có công nhiều khi mình đi có rắn không có rắn mình đưa lên là cô chú anh chị công để mình vô tới trọng này hả vô cắn hàng chó luôn. Thấy nó cầm tay không? Hai ngón tay. Hơn hai ngón tay. Hơn hai ngón tay là mày nghĩ con rắn nó bự cỡ nào? Tại hai ngón tay mình bè lại như vậy đúng không? Hơn hai ngón tay. Nếu mà cỡ một ngón tay thì không có gì, hơn hai ngón tay là nó bự lắm cô chú anh chị. Mà cái con rắn độc là cỡ nào nó cắn cũng chết đó. Hả? Lúc đó mấy giờ? Năm mấy sáng là vừa cắn xong điện luôn hả? Cháu mình vô tổng này quay lại cái quá trình này cháu mình tìm kiếm nó nghe cô chú anh chị. Nó sát hại thứ hai con chó rồi. Nó nghe cô chú anh chị. Dạ. Em bắt trong đây nè. Dạ dạ. Bày hả? Bày nó đó hả? Nè thôi ăn thử trái này ơi. Người ta hái nè, nó chua nó chua đó. Cái bò đây đi vô hả? Ừ, trong đây. Mà nó cắn hai chỗ ngay chỗ nào? Hôm qua nó hay chắc giờ đó chắc dạ dạ lùm không là hai con chó mình dục luôn hả hai dục rồi hai con chó mình trắng
Giờ để mấy chú cháu mình vô tìm kiếm coi sao. Ở đây mà nó có hang cặp bé tường ngon ha. Dạ. Đáng lẽ nằm bạ không chắc cứu luôn. Tại vì ở đây đâu có chỗ cao đâu, đâu có hang đâu chú anh chị. Năm giờ khuya mà chắn hai con chó chết, hai con chó một lượt luôn. Dấu bằng tháng đi luôn nè. Dấu đi luôn nè. Nghe nè. Cục đất này nè. Đây có cục đất đây với đây bằng tháng đây nè. Rồi vậy đủ mẹ nó quên. Mẹ nó chắc cũng quên. Giật giật cái đống đó ra. Ở đây xét cái sông kinh nè, nó vô. Dạ. Nó vô đi kiếm chuột nó ăn á. Bắt đầu mấy con chó thấy á, mấy con chó thấy nó hực á. Sửa nó, dí nó. Rồi nó phản. Ở đây á thì 5 7 ngày á là em đem chó làm dữ lắm. Dạ, thì nói vô đó. Ngách ngóc nào cũng dạch hết đâu. Trắng là chết liền rồi hả chú? Trắng là chết luôn. Cắn nó. Giò nó sưng. Giò sưng. Giò nó sưng, sưng nó đi chích thuốc y được ngày sau là nó chết. Rồi cái chừng nửa tháng sau có con chó nhà nữa. Cái sấy sưng bằng giò y như vậy à, con vợ nói con chó này mơ chết thiệt, mơ chết thiệt. Mơ ăn uống bình thường nha. Dạ. Sữa bình thường luôn, xác ăn uống sữa bình thường mảnh tấn, mơ mới chịu chứ. Có nghe cho cái dấu nó cắn có bị bầm gì không? Lúc mình đâu gần gắn cắn đâu, đâu có biết cho mình sao. Dạ. Có cái lạnh cái dấu nó cắn lúc mình bầm. Nó cũng do cái giò nó sưng lên. Mười chó mạnh tân, hai con nào cũng vậy mạnh tân. Ăn uống sữa bình thường, sữa dưới lắm mượn có chứ. Cái giò y chang, hai con y chang. Giảm anh Tôn nè, giảm anh Tôn lên thọc thọc. Giảm anh Tôn nè. Có anh Tôn nè. Giỡn không? Con lỗ luôn, cái kè nó sao lỗ, sao kèo luôn.
Làm gì chảy máu? Câu. Trời móc tay luôn hả? Lưỡi câu gì vậy? Lưỡi câu. Chưa đâu thấy lưỡi câu móc tay chảy máu. Nguyên nụi luôn đó chú bảy. Chà. Này cắm cá y luôn. Cái câu này cắm cá hết lặng. Nó sẽ bé nhất tay. Ôi, ôi. Nguyên một thùng xốp ở đây luôn rồi, đi đâu nữa. Lấy cái bình đi lông xách về luôn. Đây 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 cô chú anh chị, được con rắn nha. Đó. Dạ dạ, trời ơi, gì vậy? Ôi. Anh về nào không nuôi nữa tao ơi. Con ngựa cũng đã không ngựa cô chú anh chị. Mày. Có hổ ngựa con phải có hổ ngựa mẹ. Có cái tấm đàn này, có tổng ở dưới rồi. Không tao quay phim cầm máy chạy. Lại lấy gì tao quay? Thảm nữa. Hết nói anh Nam tôi thiệt chứ. Anh thấy nó không ngựa con bỏ anh chạy tung chạy cầm máy mình chạy luôn à. Được con rắn rồi đó, có rắn là được rồi, nhỏ bự không cần vấn đề. Rồi nguyên cái bọng bự cờ. Ừ. Miệng Linh thấy sợ. Hết nói cái miệng thì chi. Anh nói khui đóng người ra bắt hổ ngựa cười ẻ, nhà hổ ngựa thiệt. Hổ ngựa có ngón tay nữa chứ. Này cầm nè. Lưỡi câu. Nó nằm một đống đây nè. Dở lên hai người dở lên nổi không? Dở thử dở đại lên thử đi chú bạn, lên xuôi nằm dưới đây sao? Ủa cái bụng. Nước cho men lồi bắn không luôn. Năm chạy men cho xỉu luôn. Rồi. Bữa nay đi theo em cho men cái ba lô. Em ta. Không, có rắn. Bữa nay có cái rắn, có nước rắn. Này bây giờ đổ vô ngồi uống đi rồi đi tiếp. Nói chung mấy cháu mình nãy dạch trong kia bắt được con hổ ngựa ngón tay nha cô chú anh chị. Thì cái khu này mấy cháu mình khả nghi có rắn hổ sát nhiều tại vì nó cắn cắn chó chết đó. Chuối á thấy không? Mấy cháu mình đi quần vòng kiếm. Uống nước cái đi cô chú anh chị. Mày đi đâu rồi? Nè uống nước là thôi. Uống chung đi. Thôi mọi anh em dùng với mình ly nước. Ly nước trong dèo à. Anh Nam cái miệng anh hết nói thì chứ. Anh nói thế nào là chúng mình lên bắt con hổ ngựa là cười ghẻ luôn. Nhà không ngửa thẻ. Thôi cha mày không. Rồi mời tất cả cô chú anh chị uống nước luôn nha. Thôi không ngửa bự cũng đỡ. Hai lần nè.
Tại em có quay được một khúc mà em quay được một khúc thấy con rắn rồi cô chú anh chị. Quay thấy rõ không? Cho anh xin con ơi. Đâu? Quay thấy rõ không? Không thấy cái đuôi. Chà. Đâu. Thấy gì đâu đó. Nè đuôi nè. Trời ơi 5 giờ mấy đêm. Bây giờ vô đây thấy không có rổ luôn chú anh chị ơi. Đừng con đừng để cha làm chuyện chứ mày. Có hù à. Nè con rắn bự, không bơi. Nhưng mà bây giờ không thấy được cô chú anh chị ơi, nó hơi bị. Này dơm. Này cưng dơm lại hả? Rồi. Đứng xa. Cô ai vậy? Cô chú. Giống giải tháp vậy. Chú này. Không phải cái đó cái hàng rào chú bây. Cái đưa chơi nước đâu. Nè. Nè. Nó bự, nó chà bá luôn. Còn nè nó nằm đó cô chú anh chị. Nè nó nằm đó thấy không? Nó đen nè. Nè nè mình lướt qua buông ra cái nó bò nè. Rồi bò mất tiêu rồi. Con này đen thừa lùi luôn ơi. Mà chắc tối con chưa biết nữa tại nhìn xa quá nè. Nè. Cái đuôi nè. Đừng con. Rồi mất tiêu. Lúc đó là 5 giờ mấy đó hả? Là ngoài sau nhà đó luôn à. Là ở ngay chỗ hồi nãy thấy cái cầu. Nó bò nó bò ngược ra kinh phải không? Xong không? Không, nó bò vô cái chỗ nãy. Nó bò ngược vô hả? Bò vô chỗ nãy anh kiếm. Thì còn nó đi. Cái này quay lâu chưa? Mới quay qua. Quay qua điện em đó. Thì có cái bọng lúc cái bọng mình vô chứ bạn có dấu á. Lúc mà cái bọng mới vô đầu tiên á. Mới hôm qua vậy là nó đi đâu ta. Thì trời ơi biết đường đâu nói rắn nó đi biết đường đâu nói. Nằm ở đây là thành phố gì? Thành phố chứ. Thành phố về thành phố. Bến Tre mà, còn địa phận Bến Tre thành phố Bến Tre chứ chú bảy. Nè. Anh em nghĩ quầy rìa thành phố Bến Tre mà cặp xong rồi lùm bụi không? Trời ơi, lên đây mà vừa đồ nước đầy đủ luôn cô chú anh chị. Dân miền Tây mình tới gì vậy? Trời ơi, mua đồ ăn nữa, chứ vậy? Chết luôn, làm no luôn. Này ở nhà em làm á. Ở nhà hả? Nhà bán hả? Quay heo á. Nhà là quay hả? Để bán lên để chút mấy con kia nó. Chú Bảy tức quá, chú Bảy kiếm nữa rồi. Ủa vậy là cưng thấy cái con rắn ở đây hả? Trong đó nó bò ra. Bò anh cây luồn xuống kia. Trời ơi. Nãy quay cái cảnh con rắn mà mình có quen khúc cô chú anh chị nó bò vô đây. Nó bò lên cây mai xong nó bò xuống đó. Ghê không? Chỗ này là kiếm lần thứ hai. Còn có cục này nữa thôi. Còn có cục này thôi. Không có chị ơi, nãy giờ không thấy. Quay ngược trở lại. Cái lỗ dày rồi, nằm trong đây rồi. Đi sao bác. Rồi, có cái lỗ ép đi cỡ. Lỗ ép đi rồi. Ừ, thấy lỗ ép đi không? Nó phải có một cái chỗ để nó bường đi chứ. Rồi. Đâu mình thử coi coi xuống coi coi cái nó tình. Bằng tháng sao? À đi thẳng bỏ nó luôn. Coi nó gì thằng dữ lần đâu cho mình đậu rồi để tắt rồi đi. Để dao lấy dao. Lấy dao giùm cái anh Thục. Lấy dao mình dặm bây giờ cái coi coi sao. Giấu đi vô bằng tháng nữa không? Đi ép vô ghê không? Đã hồi nãy quầy kia có dấu mà. Ui ui. À, lỗ vậy vô trong đây dấu không có giữ ta. Cát rồi đó. Có dấu đi nè. Nó
nền mà anh đổ qua ấy dày dữ không? Trời ơi, nó nằm đây nè chú Bảy ơi, bằng dữ lắm. Bà bảnh mình trọt, trọt con lỗ xuống nó. Ừ, chú Bảy thấy đâu má không? Đó, nãy đi cái lỗ vùi đó mà. Bằng dữ lắm cô chú anh chị. Ừ, trọt lỗ rồi, trọt lỗ ngay chỗ đó rồi nè, coi bảnh mới được rồi. Qua nền trọt xuống. Cái hang này khả nghi lắm cô chú anh chị. Tại giấu bằng dữ lắm, lỗ vùi giấu vô tông bằng tháng luôn. Bây giờ để chú chủ nhà chú hỏi kia có đập được hay không. Nếu đập được mấy cháu mình đập, không được thì cháu mình rút. Thì nãy mình có hỏi ý kiến chủ nhà thì chủ nhà nói cứ vô đập đi bình thường, tại vì mấy cháu mình thấy hang nó có dấu khả năng có rắn của chú anh chị. Nếu cháu mình mới hỏi chủ nhà vô đập không sao đâu, bập nó chạy vòng ngược nó ra qua đây nó mà vòng ngược nó ra nó vô luôn thì có đi đường nào vô đây. Nghe trong cái chuồng gà luôn. Rồi chỗ này thấy chứ không có đập cái này. Em muốn đập cái à. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cái chú Bảy chọc cây là nó xéo lên đây luôn hả? Rồi, có tay. Cái cây nó qua cái cọc đó rồi đó. Rồi đã. Làm tìm. Không có lên cái này là không có đập được. Rồi cái này là. Rồi sao ta? Tại vì biết sao không? Hồi đó mình cát á, cát cái nó sập xuống á. Thôi cái này nếu cháu mình không có đập được rồi cô chú anh chị. Nếu mà ở dưới đây á, phải phải rồi, nằm mép bên đây thì được nè. Được. Nằm bên đây thì đập được. Mép đây đập được, còn lên mép nó đập ra tùm lum. Rồi bó tay. Bây giờ cái này kiếm cách nào phải phải có cái bẫy á, đặt vô ngô. Có bẫy rắn á. Nhét vô đó ngô. Còn còn phải có con miếng lưới bốn thân cầm cái mẹ hang á. Có miếng lưới rồi. Có đầu ra dính. Ừ. Đi ra bẫy cái đầu đập đó. Chọc nó có thể dính. Tại vì cái này không phải là mấy cháu mình không có đập, nhưng mà đập không có được. Đập không có được. Đập chút xíu tan nát hết. Tìm cách khác đi. Này mấy cháu mình không có đào được nha cho chú chị, thì mình cũng có kêu chủ nhà một là đặt bẫy, hai chăn lưới, chứ không có đường nào bắt được á. Thôi tụi con rút luôn. Dạ 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 thôi được rồi. Nói chung cái clip này là mình đi quay là giúp dân bắt mấy con rắn hổ, nhưng mà bắt không được cô chú anh chị. Hang nó nhạt quá, nhạt nằm nó không được, thì mình cũng có kêu chú chủ nhà là một là mua bảy cái đặt, hai là giăng lưới. Thì giờ mấy cháu mình xin phép chắc cũng dọt về, thì giờ mình xin phép kết thúc clip này ở đây. Thì giờ hẹn cô chú anh chị clip sau. Nếu mà mình về dưới á, mình có đi quay á, có rắn thì mình ghép vô đây, không có thì mình đăng cái clip này về luôn, thì cô chú anh chị thông cảm. Chú Bảy ơi. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau.